Ở trong tháng 3 này, nếu như anh em đang đi tìm cho mình một trong những bộ PC có thể cân hầu hết mọi thể loại game với mức thiết lập từ Medium cho tới Max Setting ở trên độ phân giải Full HD, đặc biệt là nó có thể chiến ngon lành một trong những tựa game đang tạo được tiếng vang rất lớn, đó chính là Apex Legends, thì bộ pickup Ascentio mình muốn giới thiệu đến cho anh em trong video ngày hôm nay sẽ là một trong những sự lựa chọn mà các bạn không nên bỏ qua với chi phí chỉ chưa tới 16 triệu đồng. Sau khi mà chúng ta đã đi xong từng chi tiết linh kiện đang có ở trên chiếc pickup Ascentio này rồi, vậy thì mình sẽ không để anh em phải chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đi đến với phần khám phá hiệu năng ở trên chiếc pickup này. Đầu tiên sẽ là tựa game Dota 2. Sau khi mà tất cả thiết lập đã được mình đẩy lên cao nhất thì việc của anh em lúc này đó chính là chúng ta chỉ việc tận hưởng cái tựa game này mà thôi. Ngay kể cả những khi pha combat nảy lửa thì cái số FPS của nó cũng luôn đạt đó chính là trên 85 FPS. Chuyển qua tựa game CSGO, một trong những tựa game đòi hỏi frame rate cao thì nó cũng không hề hấn gì so với bộ pickup Ascentio của chúng ta, với số FPS luôn dao động trong khoảng từ 135 cho tới 140 FPS và nó dễ dàng có thể đáp ứng tuyệt vời cho anh em chơi những tựa game này, đặc biệt ở trên những chiếc màn hình với tần số quét là 144Hz. Đi đến với Apex Legends, cái tên đang tạo được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng anh em game thủ trong thời gian vừa qua với lối chơi sinh tồn Battle Royale, và sau khi tất cả thiết lập đã được đẩy lên 2 setting, tức là tối đa. Tuy nhiên thì nó cũng không thể nào làm khó được chiếc pickup Ascentio của chúng ta một chút nào, với số FPS luôn dao động trong khoảng từ 85 cho tới 90 FPS, một trong những con số lý tưởng để anh em có thể trải nghiệm tựa game này. Và PUBG sẽ là cái tên cuối cùng ở trong cái bài test hiệu năng của chiếc pickup Ascentio của chúng ta. Với mức thiết lập là Ultra Setting thì có vẻ như chiếc pickup Ascentio nó đã bị hơi yếu một chút khi mà cái con số FPS của nó chỉ đạt được từ khoảng 48 cho tới 55 FPS mà thôi. Và nếu như anh em muốn có cho mình một trong những cái trải nghiệm tốt nhất ở trên PUBG thì mình khuyên anh em nên hạ xuống đó chính là 2 setting ở trên độ phân giải Full HD thì nó sẽ cho anh em một trong những cái trải nghiệm tốt nhất. 15.990.000 đồng sẽ là mức giá mà anh em phải bỏ ra để sở hữu chiếc pickup Ascentio này. Anh em có cảm nhận như thế nào về bộ PC? Đừng quên chia sẻ ý kiến cảm nhận của anh em ngay bên dưới phần bình luận của video. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các video kế tiếp.